Mỹ Tâm dự tiệc tri ân tiền tỷ của Á hậu doanh nhân Nguyễn Ngọc Thúy, thầy giáo Mưa, Mai Tài phến kết đôi ngọt ngào cùng người mẫu Ngọc Châu Hoa hậu Xuân Hương, 24 năm kỷ. Niệm ngày cưới là 24 năm ông xã chịu đựng tôi, Đỗ Mỹ Linh cùng hai Á hậu rủ nhau thưởng thức ẩm thực tại Diêm Chu Tác Đông Du bất chấp mưa bão, Mr. Đàm vẫn đến tham dự event ra mắt khu căn hộ mới Lý Nhã Kỳ gây choáng váng khi dùng điện thoại mua xe sang Mỹ Tâm. Chưa bao giờ đi event lại vui như thế này. Chân dung Á hoàng quyền năng của nữ hoàng Kim Cương Empire 2017, Khánh Linh tái xuất đẹp ma mị trong album Vôn năm sắp ra mắt Kim Lý bất ngờ khoe quà tặng bạn gái ngày 20 tháng 10 Vít Nhung bất ngờ xuất hiện quẩy tưng bừng cùng fan SS Bùi Thị Hà hứa tặng 300 triệu cho đội tuyển U23 Việt Nam nếu giành chức vô địch. SS Xuân Hương cùng cơ im hoàng vũ ngồi ghế nóng cuộc thi hát Hoa hậu Xuân Hương tặng nhà đón Tết trong chương trình đấu giá từ thiện Hà Hồ cùng Tuấn Hương, Quế, tưng bừng trong đêm chung kết The Beauty 2017 Hoa hậu Mỹ Linh đẹp tinh khôi tại sự kiện của US International Phoenix trước thềm Miss World 2017 bật mí dàn sao xuất hiện tại dạ tiệc anh đào năm của Doom Spa chán làm, soái ca, vạn người mê. Tuấn Hương hóa thân thành vợ, đảm đang việc nhà dàn sao đình đám tham quan căn hộ mẫu đẳng cấp tại khu vực Tây Hồ Tây dự báo, không còn một chỗ trống. Sự kiện thời trang âm nhạc kín fan nổi loạn mãn nhãn với lễ hội thời trang âm nhạc Honda Vision Steps of Glory 2017 lặn gáy với phim Ma đầu năm.